Xin kính chào toàn thể các bác ạ. Trước mặt các bác đây là hai cái chiếc dép cắm đều đến từ thương hiệu Lechik, nhưng trong đó thì là có một chiếc hàng xịn hẳn và một chiếc hàng là xịn một nửa của một nửa là đéo. Đấy. Thì trước mặt các bác đây là một cái jack spec công và một cái nữa cũng jack spec công. Đều model mã của nó là N thấp N cao 4FX. Đấy. Thì các bác thấy ngay đây thì như này thì các bác cũng đã biết là như nào, hàng xịn hàng đẹo như nào rồi đúng không ạ? Đó. Thì các bác thấy luôn. Hai cái. Cái này hàng xịn này, cái này bên em đang bán là 90.000 một chiếc này. Còn cái này bên em đang bán là 40.000 một chiếc này. Đấy. Thì tại sao lại nói là 40 với 90 đắt hơn nhau hơn một nửa? Thì cái này nó còn xịn hơn cả răng nách. Thì đây là cái hàng này em mang từ bên đặt hàng từ bên Trung Quốc. Chuyển về hàng chính hãng nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc. Em sẽ tháo ra một cái mà cũng rất là vất vả luôn. Đấy. Tháo không ra nổi luôn, vừa vặn chặt vào chắc quá, thôi rồi. Đấy, bây giờ sẽ bỏ sang đây. Đấy, em cho các bác xem này, đây nguyên kiện luôn, thao hồ mà lựa chọn luôn. Em về 10 cái hàng rẻ, 10 cái hàng đắt, hàng rẻ tặng cho các bác, hàng đắt thì các bác nào mua được bán. Còn phân biệt hàng rẻ hàng đắt thì tí nữa em sẽ giới thiệu với các bác. Như này qua qua thôi là biết là cái nào xịn, cái nào rẻ rồi. Đấy, thì em sẽ đặt riêng ở đây. Đấy, bọn em biết rồi, cái nào hàng xịn, cái nào hàng rẻ là nhìn cái là biết ngay. Đấy. Nhìn cái bao bì thôi là biết ngay rồi. Đấy. Rất nhiều luôn. Nhiều thô rồi luôn. Đấy. Đấy. Quá là nhiều luôn. Đó. Quá là nhiều luôn. Nhiều thế cái chỗ này. Sao lại nhiều thế nhỉ? Đấy, những cái rắc cắm này thì nhiều các bác có hỏi. Nhưng mà bên em là cũng gọi là thi thoảng có hàng thôi, không có nhiều lắm luôn. Đấy. Cắm nó vẫn dữ này. Đấy, còn rắc cao cấp, rắc xịn. Thì bên này, cái bên này này là hàng rẻ, của bên này hàng đắt. Nó đang soạn ra cái này nhầm lẫn, thì đáng nghĩa là cái này cầm có chân quay cho bọn xem đẹp hơn. Đấy. Bọn em làm quen rồi, bọn em nhìn cái rác mà nhìn cái màu cái nó biết ngay. Đấy. Nhìn cái màu, nhìn cái rác biết ngay. Bác nhìn này đã biết thế nào hàng xịn hàng rẻ chưa? Cái này hàng rẻ này, cái này hàng xịn này. Đấy. Thứ nhất là màu. Nhìn cái hàng xịn này, cái đuôi của nó, nhìn cái màu đuôi này. Thì màu đuôi này nó kiểu là màu xám xám. Và nhựa này thì nhựa màu đậm màu. Và cái rắc này là có in chữ đầy đây. Đấy. Chữ sắc nét hơn. Đấy. Này cầm nhìn gió rét quá. Và cái đuôi đằng trong này là đuôi màu đen. Đấy, các bác nhìn rắc cắm này, bên trong là có nhìn thấy luôn cái phần chân đồng. Nó dày. Đấy. Bây giờ sang cái hàng rẻ. Hàng rẻ ở đây thì đuôi của nó là nhựa màu đen. Nhựa màu đen. Chữ thì nó hơi bị mờ và không có nhiều chữ như loại kia. Đấy, đuôi của nó bằng trắng, đuôi bằng trắng. Và nõi giữa của nó thì các bác nhìn gần như là không thấy mấy. Đấy, thấy luôn cả ánh đèn nó phản chiếu lại. Không thấy chân đồng nhưng thấy ánh đèn nó phản chiếu lại. Đây là hàng rẻ, còn hàng đắt đây. Hàng đắt là các bác thấy luôn cái chân đồng nó lộ ra. Đấy, chân đồng nó lộ ra. Rất đẹp luôn, đuôi là đuôi màu đen. Nhựa đây. Đấy, nhựa màu xám. Cầm hai các bác hai cái các bác xem này, khác nhau chưa? Đấy. Cái này thì bên em bán là 90.000 một chiếc, 180.000 một đôi, nếu nhiều thì rẻ. Còn nghe bên em bán là 40.000 một chiếc, 80.000 một đôi, lấy nhiều cũng rẻ. Đấy, tiền nào thì của đó thôi. Đây là về một nửa đắt một nửa rẻ, 10 cái đắt 10 cái rẻ. Đấy. Tốn tiền lắm các bác ạ. Tốn bao tiền? Tổng cộng hơn triệu. Đấy. Làm gì cũng phải có lãi, nhưng mà lãi nó vừa vừa thôi. Còn như các chỗ khác thì bên các đơn vị khác thì hàng mang từ Ý về hay là Thụy Sĩ về thì đắt hơn nhiều. Nếu cái này mang từ Thụy Sĩ về thì chắc phải tầm 150 một cái. Em cho các bác xem là phân biệt cái vỏ bìa nhé. Phân biệt cái vỏ bìa thì xem nào. Để đây luôn đây. Phân biệt cái vỏ bìa hàng xịn hay hàng rẻ để các bác sau mua thì cũng biết luôn, chứ không phải là em thần điêu đại hiệp.
Thì cái hàng rẻ tiền thì là bao bì nó sẽ ngắn hơn này, cùng cái đuôi đây nhá, cùng cái đuôi đây nhá. Đấy, các bạn thấy không? Cái bao bì xịn nó dài hơn, bao bì rẻ nó ngắn hơn này. Và chữ chữ thì in ở đây, nó in một nửa không chạm đuôi này. Còn đây là in một nửa có cả đuôi này. Đấy, thì đây là hàng xịn. Hàng xịn là in một nửa có cả đuôi. Còn hàng chợ là in không đến đuôi. Đấy. Bao bì nó cũng ngắn hơn. Con này bao bì nó dài hơn. Đấy. Thông số ấy, gần như là các cái nó như nhau, chẳng khác cái gì. Chữ nó còn in nhái giống hệt nhau rồi. Lấy về cho bác xem tham khảo thôi. Còn thật ra là bài này bán được bao nhiêu đâu mà. Đấy, tham khảo mà các bác nào thích phụ kiện cao cấp thì có. Những hàng xịn này các bác chơi thì nó mới sướng. New trick nhá, đây cũng new trick nhá. Đấy. Đây, model này, mã này. Đấy. Mã hiệu, mã số sản phẩm này. Đấy, cái túi nó hơi bẩn, cái túi này đẹp hơn nhiều. Đây. Đấy. Hàng này em nói thẳng là hàng là khả năng cao là sản xuất tại Trung Quốc, chứ còn cái này mà mang từ Thụy Sĩ mang về đồng tiền thuế tốn nhiều lắm. Nên là các bác tham khảo nhá. Nếu mà hàng Thụy Sĩ mang về ấy, thì là nó phải tầm 150 một cái. 150 một cái đấy, không phải đùa đâu. Có khi là 200 một cái, tùy. Đấy. Mã số CG này, cái hàng xịn thì bao giờ nhìn trông nó chữ nó sắc nét hơn, nhỏ hơn. Còn cái hàng chợ, hàng rẻ tiền hơn thì chữ nó sẽ to hơn và mực nhiều hơn, nhiều mực hơn. Cái công nghệ in nó khác nhau rồi. Đấy. Nhìn cái hàng này là chữ nó kiểu là cảm tưởng chữ to hơn này, cái này chữ nó gọn hơn, nhỏ hơn này. Em sẽ quay lại gần cho các bác xem nha. Đấy, các bạn thấy chưa? Chữ in theo kiểu pixel này. Chữ hơi to nhá. Sang này này. Chữ nhỏ hơn nhiều. Chữ to hơn. Chữ nhỏ hơn. Đây đặt ria hai cái. Sát lại với nhau, xích lại gần nhau luôn. Đấy, để cho các bác xem tham khảo dễ dàng hơn. Đấy. Nhìn trông thế này thôi là đã biết là cái hàng nào hàng chợ, hàng nào hàng xịn, là nhìn cái chữ này. Đấy. Cái công nghệ này thì cái hàng chữ này nó bé hơn, cái này hàng to hơn. Đấy, và cái logo nhận diện thì nó cũng hơi khác nhau một tí. Đấy, hơi khác nhau một tí. Cái phần thông tin để đấu rắc này các bác nhìn này, cũng biết luôn này. Nhìn cái này thì cái hàng chợ này. Đấy. Hàng xịn này. Đấy, sắc nét hơn nhiều. Còn nếu mà cái rắc này nha, nói độ bền nha. Nói thì nó nói thẳng luôn này. Các bác nếu mà đánh súp ấy thì các bác nên mua những cái rắc xịn này, nó bền hơn, đánh nóng nó không bị mô ve, nó không bị chảy nhựa. Còn cái rắc cao lông đẻo này các bác mua nha, các bác về mà đánh súp tải nặng quá ấy, nó xô nó chảy nhựa, em không chịu trách nhiệm nha các bác. Còn cái loại này em bảo hành cho các bác luôn, ok không? Đấy. Nó chỉ là cái đuôi nhựa có một chút thành phần kim loại vào để dẫn tín hiệu tải công suất cho các bác. Như đây là thông số nhà máy họ in luôn trên đây này. 40A 250V. Đấy. Kinh nhỉ. Nhìn nó ghi thông số dòng tải này. 40A mà em hỏi các bác là cái loa nó đánh trung bình cái con xúc kép 728 đi nó bao nhiêu A? Có 15A. Nó ngang với siêu điện. Đấy, nhưng có khi là hơn. Đấy, nhìn dẹp quá. Thôi, hôm nay quay dữ liệu các bác này thôi. Cùng là cái rắc cắm cả, nhưng các bác mua cái hàng xịn thì nó sẽ tốt hơn, bền hơn. Còn các bác mua cái hàng rẻ tiền thì sau dùng nó có như nào thì các bác tự biết. Đấy. Cùng là cái rắc cắm cả mà nó còn có hàng nọ hàng kia, nên là các bác mua lựa chọn thật là kỹ nhá. Không phải là mua những cái hàng mà thấy chỗ nào bán rẻ là mua đâu. Nó còn tùy từng loại. Hôm nay em xin giới thiệu lên đây thôi. Xin hẹn các bác clip lần sau. Hôm nay là em tranh thủ đi gửi hàng cho các bác nữa. Thời gian không nhiều. Quay những được này thôi. Hàng rẻ tiền này 40.000 một cái, 80.000 một đôi. Hàng đắt tiền này 90.000 một cái, 180.000 một đôi. Đấy, các bác nào quan tâm liên hệ trực tiếp nha. Hàng chất lượng rất là cao. Xin trân trọng kính chào toàn thể các bác nha.